Hai, xin chào mọi người nha. Chào mọi người đến với con game ngày hôm nay. Con game ngày hôm nay chính là con game chú khỉ buồn. Với cái con game chú khỉ buồn này, nó tạo cho chúng ta gọi là cái gì ta? Một cái gì gì đó nó tương đương IQ suy luận và có một chút phần nào đó vui nhộn. Thì mình cũng qua được cái bản cơ bản của game rồi. Và đây chúng ta sẽ chọn gọi là icon chú khỉ buồn đại diện. Đây này, đực này, cái này, ông cụ này, thằng nhóc này, Barbie này, thằng này chắc đăng tờ giấy thì, bà cụ à, đó thôi cứ vào thằng này đi. Đây này, đội nón đội nia các kiểu, các bạn có thể đội cũng được, các bạn không đội cũng được, cũng không sao hết á. À vậy đây vô phần 1, trang 1 tới 10 năm. Mình sẽ qua bát 1 nha. Đây con dao này, đó, con dao chặt quả dừa. Con dao bổ đôi quả dừa ra. Đó, thế là qua được bàn. Game này cũng khá là dễ mà đúng không? Lấy hộp diêm, lấy hộp diêm. Lấy que, quẹt qua đây cái. Rồi đốt. Con khỉ này thấy bắn pháo bông nó vui. Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ có cách nào đó là tìm mọi cách cách nào đó làm cho con khỉ này nó vui thôi là được rồi. Đây khẩu súng này, đó. Rồi, bắn hết vị trí được rồi. Rồi, ổn. Con khỉ được 3 quả bóng bóng, thế là xong. Game dễ mà đúng không? Rồi. Trung tâm luôn, qua nhanh gọn lẹ không à? Ở đây gì có gì? Mở cân về quay khỉ à? Đó, thế này sao? Game khá là dễ mà có gì đâu. Cái túi này lấy được 1 đô la. Qua cái phần con khỉ nha. Gắp cái con khỉ mới tính nha. Game dễ không à? Ở đây thì chúng ta có thể chỉnh cái phần cự ly, đưa cái quả bóng vào đây đó, lấy cái đuốc đốt chúng, đất không tới. Bắn sao ta tới là được. Rồi vẫn còn lên chút xíu nữa. Đốt lại. Này chắc trúng. Rồi trúng không tâm này xong rồi. Game suy luận khá là dễ. Còn game này game tìm lắm nhá. Cái này chúng ta tìm đầy giỏ lắm cho cái con khỉ này. Đó chỉ là game đi hay lắm thôi. Game này mình cũng chơi con khoảng có chục năm chứ nhiều. Cái này dễ rồi. Quá dễ. Đồ con ráp này còn dễ nữa. Thấy cái gì ra cái đó thôi chứ cần chỉ nhiều. Cái hộp này. Còn gì không ta? À còn cái cây ngang nữa. Mình tưởng cây ngang là có. Rồi vô. Nó đưa lên mở ra vô qua chương tiếp theo rồi. Bây giờ sẽ là chương 11. Chương 11 này nói gì đây? À điểm A tới đâu đây? Vậy điểm C, điểm C không cho nhấn, nó chưa cho nhấn từng điểm mà ABC vậy thôi. Rồi tới kho báu à. Tới kho báu là thắng. Rồi đập. Cái này cũng nhanh tay thì dành cho các bé đập cũng ok. Đó xong. Có cái bàn đặc biệt là 5 sao kìa. Ở đây chúng ta cứ việc đi thôi.
Cho giải mê cung này cũng không phải là khó lắm, cũng khá là dễ thôi. Nói chung là phù hợp dành cho người lớn, còn trẻ em thì mình không rõ. Ở đây có số 10 năm là bàn 10 năm. Trẻ em thì nhìn có vẻ là hơi rối mắt. Đó. Đâm vô, được quả bóng xong. Ở đây chúng ta có thể thấy nè, các số la mã thì là 2, 4, 9, 7. 2, 4, 9, 7. Đó, xong. Từ trên xuống dưới thôi mà. Qua phần phi lai. Phi lai là bài đặc biệt này. Do. Cái này trang trí cái thông Giáng sinh chắc luôn. Đó, xác. Trang trí thì trang trí. Đưa vào chậu này đó, được mấy cái này vô. Rồi xong. Một đêm Giáng sinh rất là hoành tráng. Phần 1 đã xong nha, bây giờ mình qua phần 2. Phần 2 cũng dễ hơn mà, đâu có gì khó đâu. Đó, gỡ mấy cái này lên, bơm ga lên. Rồi. Nó bay luôn à. Cái con người tuyết này có cái gì ta? À. Rồi tông đổ luôn. Tính là phá hoại nhỉ. Ở đây là mình lấy được cái dây vải này. Nhúng vào cái dầu này. Đốt vào cái này này. Lấy được cục đá này. Rồi hết bóng tối nha. Hết bóng tối thì nó vui. Ồ, lấy được một đồng xu này. Đưa vào cái máy. Level 1. Cái này dễ không mà. Qua level 2. Rồi level 3 bắn. Ôi chết, chết rồi. Con này vào bài nó bắn à. Rồi ok, nó ngừng một đoạn. À đủ, lại này vào một. Mình chơi dở dữ ta. Rồi. Theo quy luật của game này á thì mình phải vừa bắn vừa di chuyển thì nó sẽ dễ hơn. Ok. Rồi cái này cũng dễ mà, đâu khó đâu đúng không? Rồi thắng luôn. Tập trung cái là ăn thôi. Tới phần 5 chương 2 nè. Ở đây chúng ta không biết là cái màu như thế nào. Đó, chúng ta thử nhấn bật camera. Bật thì nó lên thôi. Ở dưới. Và đi hai bên. Đi chéo. Cái này xuống 4, 4 nhát. Sau đó đi 2 nhát. Rồi đi xuống. Đó, nó lại hợp lý. Qua bên này trứng cộng với cây có nghĩa là trứng trứng là ở trứng là gì ta? À EGG. Nhân chữ E. GG. Cộng cây. Cây là chi. Chi bằng chi bằng cái gì ta? Ôi cái bài này khó quá. Trứng cộng với cây. Cây là chi. Chi bằng trứng với cây ra cây gì? Câu này khó nha. Mình không biết tiếng Anh ấy, thành ra cũng khó nói. Thôi, mình sẽ bỏ qua câu này luôn. Bát 2, bàn 7.
Đâu? Đây có mật khẩu à? 2 29 64 29 64. Có một số bàn thì mình không thể lấy được. Đơn giản là vì mình không biết tiếng Anh á, thành ra cũng hơi khó. Rồi. Hai cái ghép với nhau đi. Ở dưới kia à, đây nữa. Rồi rồi rồi, ok, làm con thuyền rồi đó. Game cũng dễ chứ mà, trừ khi tiếng Anh quá mình bó tay, phù hợp cho trẻ em thôi. Rồi mưa có nhá, nói chung là mưa quá nhiều, mưa nhiều cho nên là con khỉ nó buồn, cho nên chúng ta cứ nhấn vào đám mây này để cho con mưa nó bay qua bớt đi. Rồi trời nắng lên rồi, nắng lên khỉ khá là vui. Thì với trong trường hợp của cái con game này á, chúng ta cần suy luận cũng khá là đơn giản thôi. Cục đá đặt vào đây. Đó. Cuốc xẻng. Rồi bắt trở về. Đào lỗ, đào lỗ, đào lỗ. Đào cái lỗ này. Rồi có âm thanh luôn, nó đánh dấu luôn mà. Ô có chìa khóa này. Ô được nguyên kho báu luôn mới ghê chứ. Cái này kho báu là ngon rồi. Ô con xe này là không thể nào đi vô được cái nhà này được. Được cái gì đây? À, chọc lủng lốp xe để cho con xe nó hạ độ cao xuống rồi nó chạy thôi, thế là qua cũng dễ mà đúng không? À đây có từ droppy, nhấn vào ngăn kéo thì không thấy có gì, thấy chìa khóa, nó gọi cổng dây dây cá. Mở cửa ra. Từ Robby thì chúng ta cứ nhấn theo cái chữ trên cái số này thôi. D là bằng 3. Đúng không? Ủa vậy nhận. Hai bốn sáu tám, có 8 chữ nhân số 8 thôi. Ủa vậy là cái gì? Game suy luận cũng khó nha. Không biết là cái nào hết. À đây 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 đây. Cần lâu. Nhấn vào 0800 à. Nhấn vô à. 0800. Cờ 25 6 W là cái từ cờ lâu mình dính theo chữ này, tại vì nãy mình quên không để ý cái góc này. Ồ tiếp theo tới bàn 13, bàn 13 à, đủ. À cái này là phải đi nhặt với mấy viên đá, nó yêu cầu mình nhặt 3 viên 30 viên đá, nhưng mà trong khi đó là một, có một cái lén à. Hai mươi sáu viên.
29 viên, còn một viên ở đâu ra? Hai mươi chín viên, còn một viên ở đâu? À đây 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 đây, do cái tên game, do cái tên kênh YouTube của mình chứ đâu. Rồi đây là có cái gì đây? Úi trời, cứ bắn đại đi. Càng bắn nhiều thì nó ra càng ít cái gì không? Hai mươi trên 20 rồi. Rồi, bàn số 15. Bài này hơi đặc biệt đó, cần phải suy nghĩ. SEW, cái này Đông Tây Nam Bắc này. Đông Tây Nam Bắc ghi sao ta? Để mình tra cái lại cái bộ nhớ của mình coi. Đông Tây Nam Bắc hướng nào ta? Rồi, mình cũng có đáp án rồi nha. Thì đầu tiên là E là hướng đông là bên tay phải. S là hướng nam là ở dưới. Đó, kéo cần. Thì ở đây là chúng ta lấy được một cái phần gọi là cái này xoay thì dễ rồi. Cứ theo cái chữ mà xoay ra thôi. Còn đến khi nào ra hình thì ra. Nói chung là game dành cho trẻ em thì mình cũng chơi khá là thú vị. Đó, còn mình sẽ giải nghĩa cái bàn này. Các bạn đợi 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 xíu nha. Ha, mình cũng tìm ra đáp án của cái con game này rồi mà kết quả sao là mình hơi khó bó tay chút xíu. Nó để mình đi chỗ khác luôn. Ok. Thì trứng mình chậu cây có bà lan, bà lan tây. Bà phở bà a. Thì đó là xong cái con game mình nha. Tiếp theo đó, cái này là cây và táo, táo thì là apple, và cây thông, ở đây là cây thông nha, cây thông và quả táo là apple, cây thông là pin, bê phở. Mình cứ phải là đi đi ra ngoài bắt đầu dịch chữ tiếng Việt thì cứ thế mà vô thôi. Apple bò bờ là e đó, pin bờ là e, còn đây là ống hút và cherry. Thì ở đây là phần phải lại tra cái từ ống hút nữa, còn từ cherry thì cũng đơn giản rồi. Rồi vô r sao tra rồi cái chữ w ơi chết 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 W chữ B nha, B bò á. Còn chia ra nữa, Berry à, nhân khó thế. Berry quả này thiếu e nữa, do thế là xong. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp phần đặc biệt của cái con của cái chương này nha. Vô ở đây là tìm được 100 ấy hả? Ok, vô 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 hen. Ủa này nó không tính giờ ta, không tính giờ cứ ta tài mà tìm. Là mình chơi trên PC á, nó tính giờ nhưng với mình cũng ghê lắm. Ủa gì vậy? Năm mươi tám cái à? Gì đây? Ui trời ơi, trên này còn cả đống. Không có gì đặc biệt ta.
À đây 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 đây, ok. Tròn sao vuông tam giác. Tròn sao vuông rồi tam giác. Đó, lại mở được cái chìa khóa, lấy cái chìa khóa đi ra thôi. Úi trời. Ngon. Ngay video 20 phút rồi đó, nằm với cửa sổ. Nằm với cửa sổ các kiểu là ok. Đây, đây có một đống thế này. Ừ. Biết kiểu gì trong quả áo chẳng có. 899 100. Vâng, và đủ nha. Thì mình sẽ kết thúc video clip ở đây đây. Mà mọi người coi, nếu mà thích video nhớ đăng ký kênh, like, share video cho mình, ủng hộ mình cho mọi người nha. Thôi, bye bye mọi người, là bye bye.